mình muốn nhấn mạnh rằng là không phải lúc nào các bạn cũng thành công, nhưng mà để biết các bạn có thành công hay không ấy thì ít nhất các bạn cũng phải thử đã. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video để nói với các bạn 5 body language thể hiện rằng là con gái đang muốn bạn tiếp cận chúng nó. Trời ơi, nghe ghê chưa? Tự sự của một chat girl thiên bình chính hiệu đây. Tức là kiểu khi mình đến một nơi nào đấy mà mình biết rằng là nhá, có một cái đối tượng nào đó ở đấy thích mình mà mình không thích họ. Và nếu như lúc này mình cảm giác rằng là họ đang muốn tiến đến để nói chuyện với mình ấy, mình sẽ kiểu lờ lờ đi, xong kiểu ngồi quay lưng hẳn về phía họ để kiểu họ biết mà lui đi ấy. Vì mình cảm thấy rằng là mình không muốn bất lịch sự. Đấy, như vậy là các bạn biết rằng là con gái có thể là đôi lúc nó không nói hẳn, nhưng mà nó sẽ thể hiện những cái hành động, những cái body language của nó để thể hiện ra cái điều mà nó muốn ấy. Và mình biết rằng là rất nhiều bạn nam ở đây kiểu nhát gái này, không muốn tiến đến gần con gái để nói chuyện, y hệt giống như cái thằng Minh ấy. Nhưng sao khi mà chúng ta có thể nhận ra được những cái dấu hiệu này này thì chúng ta có thể tự tin hơn để tiến đến nói chuyện với họ. Mình công nhận là có những cô gái thì không muốn ai tiến đến nói chuyện với họ, nhưng nhá, khi mà bạn là người mà họ thích ấy, thì họ sẽ rất là muốn bạn tiến đến để nói chuyện với họ đấy. Mình muốn nhấn mạnh rằng là không phải lúc nào các bạn cũng thành công, nhưng mà để biết các bạn có thành công hay không ấy thì ít nhất các bạn cũng phải thử đã. Và một trong những cái điều cốt lõi mà mình muốn các bạn nhớ ấy, đó là các bạn hãy tự tin lên, hãy tự nhiên lên và khiến họ cảm thấy thoải mái. Rồi rời đến cái dấu hiệu này, đầu tiên đó chính là liếc nhìn bạn. Bạn có thể gặp trường hợp này khi mà học cùng lớp này, làm cùng công ty, hoặc là ở cùng trong một quán cà phê. Và nếu như bạn nhận ra, bạn cảm thấy rằng là họ liếc nhìn bạn, xong rồi lại nhìn đi chỗ khác, xong rồi lại nhìn bạn, xong rồi lại nhìn đi chỗ khác, thì nó là một cái dấu hiệu họ muốn có cái sự chú ý của bạn. Nó như kiểu bật đèn xanh để bạn tiến đến nói chuyện đi. Và có một sự thật nhá, dù cho cái con nhỏ đấy nó có thích bạn đến đâu đi nữa thì rất rất khó, cực kỳ khó nó sẽ là người chủ động để tiến đến nói chuyện với bạn. Đấy, con gái nó là thế mà. Nên là khi mà nó đã tiến một bước rồi ấy thì bạn còn ngại gì mà không tiến nốt 99 bước còn lại. Có thể nhá, họ không phải là kiểu eye contact nhìn bạn chằm chằm đâu, mà họ chỉ liếc bạn một cái thôi, hoặc là họ nhìn outfit của bạn thôi. Và nếu như họ làm cái điều đó lặp đi lặp lại thì có một khả năng cao là bạn có thể tiến đến để bắt chuyện với họ. Nhưng mà nếu nó chỉ là một vài lần thôi thì nó cũng chưa nói lên được điều gì cả. Nói chung hãy nhớ cho mình ở dấu hiệu này là nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhá. Tại vì kiểu đôi khi có thể là các ông mặc cái gì đó lạ lạ thì họ nhìn một vài lần ấy. Nhưng nếu mà bạn thấy rằng là họ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ấy thì 100% xua kèo này luôn. Rồi đến dấu hiệu thứ hai, đó chính là eye contact với bạn. Thì sao? Thì cái này bây giờ nó sẽ là một cái level nó cao hơn của cái vừa nãy. Nếu như đấy là một đứa con gái nó kiểu tự tin này và nó cảm thấy nó thích bạn lắm rồi thì nó sẽ không chỉ liếc bạn đâu, mà thậm chí nó sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn. Và nó muốn đảm bảo rằng là bạn cũng đang nhìn thấy nó. Và rồi sau lúc này, đứa nào ấy mà nó càng tự tin thì nó sẽ nhìn vào mắt bạn càng lâu. Nhưng mà thường thì chúng nó sẽ quay đi nhanh lắm, nhưng mà kể cả vậy thì chúng nó vẫn sẽ quay lại để nhìn bạn lần nữa đấy. Đấy, nếu mà như thế thì cái dấu hiệu này nó quá là rõ ràng rồi. Mình hồi mà đi học ấy thì mình cũng hay làm như dị với crush. Tức là nhìn họ, xong nếu mà họ nhìn lại thì lúc đấy kiểu bốn mắt nhìn nhau thôi. Kiểu mình hy vọng là crush sẽ đến và nói chuyện với mình ấy. Và nếu như nhá, có một đứa con gái nào ấy nó như thế với bạn thì có đến 99% là nếu như bạn cũng thích nó thì bạn nên triển. Rồi tiếp theo đến dấu hiệu thứ ba, đó là nó cười với bạn. Đây rồi, đây là một câu hỏi mà mình được nhận nhiều nhất. Đó là: Thảo ơi, bạn nữ đó cười với mình, bây giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Hoặc là: Thảo ơi, bạn nữ đó cười với mình, không biết là có thích mình không? Đúng là nếu như nó chỉ cười với bạn ấy thì không có nghĩa là nó thích bạn đâu. Có khi nó đang cười ở mặt bạn ấy. Con gái ấy thì phần lớn chúng nó hay cười để tạo cái cảm giác thân thiện, chứ đôi khi chả vì thích thú gì hết, mà chỉ là chúng nó muốn lịch sự thôi. Thế nhưng nhá, nếu như một đứa con gái nó cười với bạn nhưng mà nó phải kết hợp với cái dấu hiệu thứ nhất và dấu hiệu thứ hai ở bên trên mình vừa mới nói á, thì thề là có thể nó thích bạn lắm rồi đấy. Và cái này này thì nó mới là rõ ràng.
nếu nó kiểu liếc bạn này xong rồi nó lại tủm tỉm cười thì thực sự nó lại ối rồi ôi luôn một combo lên bảng đếm số đấy. Nên là nếu như bây giờ chỉ thấy một bạn gái xinh xinh xong rồi người ta chỉ cười với bạn một cái chẳng có gì khác nữa thì đừng có inbox hỏi tôi nữa nhá, các ông tự biết câu trả lời rồi đấy. Còn nếu như ấy nó có cả một cái combo như bên trên mình vừa nói á thì nghĩa là nó thích bạn lắm rồi đấy, nhưng mà chỉ cần bạn phải chủ động thêm một tí nữa thôi. Rồi đấy, các bạn nghe cái này nghe nó có vẻ rất là ngu ngốc đúng không, nhưng mà khi mà thích một ai đấy ấy thì người ta hay bị vô thức làm mấy cái nó ngu ngốc ấy. Và mình thấy rằng là cái body language là một cái cực kỳ mạnh mẽ để đánh giá cảm xúc của một ai đó luôn. Kiểu như nó là một cái phản xạ rất là tự nhiên của cơ thể chúng ta ấy, mà chúng ta thì đâu thể điều khiển được não bộ đâu. Nhiều lúc người yêu mình bảo rằng là nó biết rằng là mình thích nó từ trước cả lúc mà mình tỏ tình với nó cơ. Xong mình bảo là what, sao mà biết? Thì nó chỉ bảo là những cái dấu hiệu này, những cái body language của mình ấy kiểu nó bị quá là rõ ràng ấy. Rồi bây giờ đến với dấu hiệu thứ tư này, đó chính là con gái ấy, nó chạm vào tóc của nó. Cái này thì nghe thoạt đầu thì có vẻ là thấy nó không đúng lắm đúng không? Nhưng mà khi mà mình đi date với crush của mình ấy thì mình mới nhận ra cái điều này. Đó là kiểu cứ ối rồi ôi cứ 5 phút lại sờ tóc một lần. Thì cái này nó chuẩn lắm luôn ấy. Không hẳn là kiểu chúng nó sẽ phải sửa tóc hay gì đâu, mà chỉ đơn giản là kiểu khi mà bạn thích ai đó ấy thì bạn sẽ hồi hộp ấy. Nên là lúc này bạn muốn tay bạn phải làm một cái gì đấy. Và với con gái ấy, thì nó kiểu vuốt tóc để đảm bảo rằng là nó đang ở trong một cái trạng thái xinh nhất, ổn nhất trước mặt bạn. Và một dấu hiệu nữa nhé, kiểu đang ngồi xong rồi bạn nhìn nó, xong rồi lúc này nó tự nhiên đưa tay lên chạm vào tóc. Sao? Nó thể hiện rằng là vừa hơi hồi hộp một chút này, vừa thả thính một chút này. Hoặc là nếu như bạn tự nhiên đi ngang qua họ, đang yên đang lành tự nhiên thấy họ hất tóc hoặc là họ vuốt tóc, hoặc là kiểu xoắn xoắn tóc giữa các ngón tay này, thì đương nhiên đây cũng sẽ là một cái dấu hiệu khá là rõ ràng để thể hiện rằng là bạn có thể tiến đến rồi đấy. Tiếp theo là dấu hiệu thứ 5 mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là cái bạn gái đấy gỡ hàng rào với bạn. Ví dụ đi nhá, hồi đầu mới quen thì hai đứa học chung một lớp đi, kiểu thỉnh thoảng thì bạn mới thấy cái cô gái đấy, nhưng mà tự nhiên dạo này bạn thấy lúc nào cũng thấy nó lởn vởn trước mặt bạn. Lúc thì ngồi nói chuyện với cái đứa ở cạnh bạn này, lúc thì đi qua mặt của bạn. Hoặc kiểu nhá, 30 phút trước vừa thấy con bé đó nó lấp ló ở xa xa làm cái gì đấy, xong rồi bây giờ tự nhiên thấy nó lởn vởn gần trước mặt mình rồi. Thì lúc này sao các anh em ơi, chúng ta tiến lên thôi. Kiểu nó làm như vậy vì là nó sợ, sợ rồi là bạn không nhìn thấy nó nên là không tiện bắt chuyện với nó ấy. Nên là nó chủ động tiến gần đến bạn, chủ động ở trong cái tầm mắt của bạn. Rồi đến cái nước này rồi mà còn không bắt chuyện nữa thì thôi. Hay nói một cách khác ấy, khi một đứa con gái mà thích bạn và muốn bạn sẽ tiếp cận nó ấy, thì nó sẽ tạo một cái điều kiện tốt nhất, một cái điều kiện dễ nhất để cho bạn thực hiện cái điều này. Tìm mọi cách để cho nó dễ dàng hơn để bạn có thể tiếp cận họ. Có thể rằng là sẽ tiến đến để nói chuyện với một người ở cạnh bạn, hoặc là kiếm cớ gì đó để xuất hiện ở xung quanh bạn. Và một tips để cho các bạn có thể tiếp cận con gái ở nơi công cộng ấy, nghe nhá thì nó có vẻ ngu ngốc nhưng mà nó chính xác đến 99% luôn. Đó là bạn nhận ra lúc nào vào mặt và người của họ hướng về phía bạn á. Thề luôn rằng là cái này ấy thì nó đúng với tất cả mọi người. Ngay cả các ông thử check xem, nếu như mà các ông ngồi chung một phòng mà ở chỗ đấy có crush của các ông ấy, thì có phải là lúc nào các ông cũng muốn hướng mặt, hướng cái người về phía crush không? Chứ chả ai lại muốn ngồi quay lưng về phía crush cả. Đấy, nói chung là mình từng thử và thực sự nó kỳ diệu lắm các bạn. Dù trong trường hợp như thế nào thì chúng ta cũng không thể nào mà ép bản thân mình quay lưng về phía crush được. Nó sẽ cảm giác như là nó sai sai ấy, mà lúc nào cái ánh mắt của mình, cái phía cơ thể của mình cũng phải hướng về phía crush của mình ấy. Và nó là một cái phản xạ cực kỳ tự nhiên thôi. Đấy, nên là nếu như một đứa con gái nào nó quay tất cả hướng toàn bộ cơ thể của nó về hướng khác không phải hướng của bạn ấy, thì thôi, thôi tìm bạn khác để tán vậy nhá. Hoặc nếu như nó đang nói chuyện với người khác nhưng mà cái hướng chân của nó hay là hướng cơ thể của nó vẫn đang hướng về phía bạn ấy, thì là một cái dấu hiệu tốt và tiến lên. Ok, và đây là những cái dấu hiệu, những cái body language của con gái ấy mà mình muốn nói với các bạn để các bạn có thể tham khảo nhá. Nếu như các bạn đang băn khoăn ấy thì có thể xem những cái dấu hiệu này để có thể biết được và tự tin và tiến lên để nói chuyện, để bắt chuyện với người mà các bạn thích nhá. Thêm nữa thì để tự tin hơn thì các bạn có thể cải thiện ngoại hình này, rồi là cải thiện về những cái tài năng của bạn. Và nếu như mà bạn đang ở trong cái tình trạng mà kiểu
quá béo này, cảm thấy tự ti và không có cách nào giảm cân được ấy, thì có thể dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm ấy mình đã sử dụng và giảm cân thành công, và mình cũng đã giúp được rất là nhiều bạn giảm cân thành công rồi. Và nếu như các bạn quan tâm ấy thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuong.thao.zoe nhá. Mình hứa là sẽ cố gắng để trả lời các bạn sớm nhất có thể. Ok, như vậy là video ngày hôm nay thì đến đây là hết nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và hiện tại thì YouTube đã có tính năng donate, vậy nên nếu như mà bạn yêu thích những video của mình thì có thể ấn vào cái nút cảm ơn ở phía bên dưới góc phải video ấy để có thể donate và ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.